Khoảnh khắc Á hậu một Miss Việt Nam 2023 gọi tên Hà Thị Cẩm Lệ. Vượt qua hàng trăm cô gái tài sắc từ vòng sơ loại đến chung kết, Hà Thị Cẩm Lệ được gọi tên trở thành Á hậu một đầy tài năng của Miss SEC 2023. Tới ngày 28 tháng 5 năm 2023, sau gần 6 tháng kể từ khi cuộc thi được phát động, đêm chung kết Miss SEC Việt Nam 2023 đã được tổ chức tại khách sạn Mikazuki, Đà Nẵng. Trong đêm chung kết, top 18 thí sinh của cuộc thi đã có phần trình diễn qua các trang phục truyền thống của hai nước Nhật Bản, Việt Nam chính là trang phục kimono và áo dài. Ngay sau những phần trình diễn của các thí sinh, ban giám khảo đã lựa chọn ra danh sách top 10 thí sinh bước vào phần thi hùng biện bằng tiếng Anh. Điểm khác biệt của Miss SEC với tất cả các cuộc thi nhan sắc hiện nay chính là lấy tiếng Anh để làm phần thi hùng biện và chấm điểm cao nhất ở phần thi quan trọng này. Trải qua các vòng thi khốc liệt bằng sự duyên dáng, thông minh của mình, Hà Thị Cẩm Lệ đã trở thành Á hậu một Miss Việt Nam 2023 vô cùng thuyết phục. Cô nàng sinh năm 1995, là cử nhân ngành chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện đang công tác tại Báo Thanh tra Chính phủ, cơ quan đại diện phía Nam. Hơn thế, cô gái tài năng đến từ Quảng Bình với ước mơ trở thành một MC truyền hình cũng đã từng lọt top 10 thí sinh xuất sắc kỳ tuyển dụng. Mắc ca của ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Thật không quá khi khen ngợi Hà Thị Cẩm Lệ là nàng Á hậu tài sắc vẹn toàn. Với phương châm sống, hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường, Cẩm Lệ cho rằng cuộc sống cho ta nhiều bài học và kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã hay thất bại. Thế nhưng nếu không cố gắng, hoặc không dám làm thì chắc chắn cuộc đời sẽ chỉ trôi qua bình thường cho đến cuối đời. Vì thế, mỗi chúng ta hãy luôn cố gắng hết mình, sống theo cách của chính mình, đừng sống cuộc đời của người khác. Cũng nhờ phương châm sống này mà Hà Thị Cẩm Lệ đã tự tin khẳng định được bản thân và tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp. Kết thúc cuộc thi, cô chia sẻ rằng bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc với danh hiệu Á hậu 1, đó là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của cô trong suốt thời gian qua. Thông qua chương trình, cô mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, cũng như đóng góp chút công sức của mình vào mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Được biết, Hoa hậu quốc tế Việt-Nhật Miss Việt Nam 2023 là cuộc thi tìm kiếm ứng viên tiềm năng để trở thành gương mặt truyền cảm hứng, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Đặc biệt, trong đêm chung kết sẽ có phần đấu giá từ thiện. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ gửi vào quỹ cùng em đến trường và đồng hành cùng các bệnh nhân nhi bị ung thư của Hội Thông tin Khoa học và Phát triển Việt Nam.